xin chào các bạn, mình là Nhân BB. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha các bạn ơi. Yeah, ok các bạn ơi, thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò chơi mới. Đó chính là trò chơi Tickman vs Zumba anh em nha. Chứ không phải trò Tick Vua đâu, mà là trò Tickman vs Zumba các bạn ơi. Thì lần này Nhân sẽ hóa thân thành một anh chàng Tickman người que các bạn ơi, và đi chơi tiêu diệt với con Zumba người xanh lè ấy. Ok các bạn ơi, các bạn xem nha, nếu thấy thích cái video của Nhân thì các bạn hãy nhấn like video nha. Các bạn đã đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ok, không nói linh tinh như tiền đâu, chúng ta sẽ cùng nhau chơi Tickman vs Zumba anh em nha. Ok, let's go. Ok anh em, đây này, mình chính là chị anh chàng Tickman này, màu xanh làm nhầm màu đen này các bạn ơi. Đây là ông chú cảnh sát nha. Đấy, chào này, bạn đã được phục hồi thì tiền đồ của bạn đăng nhập nha. Chúng ta không cần đăng nhập nha các bạn nha. Ok. Nhanh ấn nút đây để giết Zumba. Ok, đây đây, ấn vào cái nút này để tấn công nha các bạn nha. Sẽ là nút này để nhảy lên này. Ok anh em. Ok anh em. Ui, mình nhặt được một cái vũ khí các bạn ơi. Wow, vũ khí à. Nào, ok nào. Lần cấp ui đã đến lần cấp vũ khí nào, lần cấp luôn. Lần cấp cái gì đây, tôi không biết, cô muốn tiền làm sao mà lần cấp được cái gì đây. À đây 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 đây, bom ra được thưởng các bạn ơi. Ui, thưởng được cái bom này. Ok ok, bây giờ chiến đấu nha các bạn nha. Đó, ok đi rồi, let's go. Ôi cho chả phở gọi đi, bây giờ bắt đầu tấn công các bạn ạ. Đi ai rồi, rồi bài đấy. Ui, cuối cùng đã xuất hiện rồi bài các bạn ơi. Rồi đây là một cái bài này. Ui, cầm vào một tên rồi bài các bạn ạ. Yes. Ôi chưa đủ rồi, mất vũ khí rồi. Ôi Nhân bị rơi mất vũ khí rồi các bạn ạ. Thì chiến đấu một lúc một hồi thì vũ khí của mình sẽ bị mất nha các bạn nha. Ai, hơi căng thẳng đấy. Ném lưu đạn à, nhưng hãy cẩn thận. Mình phải ném lưu đạn các bạn, nhưng mà phải cẩn thận mới được nha. Mình lưu đạn rồi đấy, lưu đạn là cay. Bây giờ mình đây rồi, lưu đạn đây rồi. Ôi trời ơi, đang còn lưu đạn. Mình dùng bài toán hết một. Ui, cái đồ này Nhân sẽ đứng ở đây. Đứng đây, đáp xuống, đưa xuống đi. Lưu đạn rơi xuống rồi. Ui, con này trâu thế nhỉ. Này gì trâu với chúng tôi này. Ui, ui không sao này, một chút không sao các bạn ơi. Rồi đây, lần này đáp trước bỏ đứa lại. Ai có đưa đây. Ôi trời ơi, sao được thế là mấy con dùng bài xỉu như trẻ trâu rồi các bạn nhỉ. Ô, cái này có gì đấy. Ok. Cái gì đây? Nghe được à? Qua qua lên vào các bạn đây. Ui, còn những cái hình tích man đầu lòi các bạn đây. Ok. Mọi mình được một cái huân huy chương rồi nha các bạn nha. Ui. Ôi, đây chỉ là cái nền ban đầu thôi. Bắt đầu cái bản đồ bắt đầu mở rộng đó các bạn ơi. Game này hay nha, Ok. Mình sẽ chọn vũ khí của mình, nhưng mà mình có vũ khí đâu các bạn ơi. Ui, bạn muốn lái xe chứ, chắc chắn tôi sẽ muốn lái xe. What the hell? Ok. Xe này ngon các bạn ơi. Dừng lại cái coi, quay lại. Ui, xe này tông của chúng ta. What the fuck? Bắn bao nhiêu đây? Ui. Ui, vừa tiền gì đây này. Đúng bay của chỗ này ơi, bay được không anh ơi? Trời ơi. Cắt. Oh my god, chúng ta phải lái xe mà để đấu với con tôi bay các bạn ơi. Giết mục tiêu. Wow. Ê ơi, game này rất thực sự luôn. Ôi màn 1. Trời ơi, giờ mới đến cái màn 1 của nó các bạn ơi. Trời ơi, thật. Chào đại ca này, đây cái gì đây? Muốn chết hay sống? Nhà khoa học điên tạo ra zumba các bạn ơi. Nhà khoa học điên tạo ra zumba. Con đợi này. Mình cần vũ khí này. Thôi mình cầm cái này vậy, chơi đủ tiền mua súng nha. Lần cấp đây, bắt nâng cấp. Mà chỉ biết nâng cấp thì có 25 tiền lần cấp. Nâng cấp này đi. Nâng cấp luôn súng, nhưng mà chưa có súng nhưng mà vẫn nâng cấp các bạn nha. Đây có cái thử thách này, cái gì đấy. Nhận kim cương này. Được nhận 50 kim cương các bạn ơi. Ok, có 50 kim cương rồi. Mua súng không? 40 kim cương này, dạ này. 40 kim cương là một con súng nha các bạn nha. Ok, mình phải lật cấp cái này nha, lật cái chỉ của mình lên. Ok, rồi đi thôi. Rồi bạn ưu 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 bạn ui, cũng có súng các bạn ơi. Ngon, nhặt một súng thôi. Giờ lần sau nhảy lên ăn ngôi sao đã. Ui. Ok, được một con sao. Ui. Đây, gì đây. Gì đây, ngắt đây. Gì đây.
gì đây cứ rồi. Ok xong. Lại nhặt được những gạch né. Đi thôi qua màn á. Ui quảng cáo các bạn ơi, vừa qua màn quảng cáo thì luôn. Ok, vừa có một cái hòn thôi. Cái gì đây? Tiền không có gì gọi đây. Chọn. Ok. Đây mình sẽ để đây. À xuống lên nghe mình các bạn ơi. Cái bài này xuống lên nghe mình luôn, liều thật sự luôn đây. Quá liều luôn, chú ơi liều, chú hơi bị khinh thường anh ấy. À ui, đẩy cái tôi bay, đẩy cái tôi bay này để mình lấy khẩu súng ra. Ok. Trên đây vẫn còn một cái diều này. Không cần, bỏ qua diều đi, mình có đủ diều rồi. Mình có đủ diều. Ôi, mất gậy các bạn ơi, mất gậy rồi. Đang xuống một tay vào bọn chúng luôn, cắn chân nhá. Chà, lôi súng ra. Cho một chiếc bài học luôn. Ui, cắn. Ôi, vậy thôi, ui. Gì đây, cầm vũ khí này. Tôi tìm thấy trong bụi cây cũng được, chỉ có bụi cây ngon quá các bạn ơi. Ô cần một món quà khí là SMG các bạn ơi, thu nhập ok ngon. Đây phi trường không gian này hay là cái quái gì đây à? Đấy đây các bạn ơi. Ôi số bài của nó đây làm sao được chín người các bạn ơi, chín người có một người đang ở trong đây được chín người. Làm sao nó sẽ kêu chứ phải cứu cái này thôi. Ui sao bây giờ chỉ kia có một người các bạn ơi, chỉ có một người rồi. Ui rồi, kia có người nhá. Ra bây giờ nó cần một quả bom à. Ấy đáp một quả bom vào đây. Ui rồi không được các bạn ơi, bom để giải cứu mà không được. Được phát hơi nhỏ làm sao. Và bây giờ nó sẽ nhảy lên đây. Nhảy lên đây ạ. Được rồi các bạn ơi. Đó nhá. Ui trời ơi, mình dám cân cả anh cơ à. Ok các bạn ơi, nhảy lên đây nha, tiếp nha. Ôi cảm ơn bạn. Ui ông này ông cho tôi tiền nhiều thế. Ô cảm ơn ông nha. Nhưng mà bây giờ tôi sắp hết máu rồi ông ơi. Bây giờ làm sao bây giờ. Ui không giải cứu lúc này ra. Thôi không giải cứu lúc này rồi các bạn ạ. Đấy còn chúng ta nhanh không kịp. Thôi còn chúng tôi rồi. Ui nhưng mà tôi ui sau chân. Trời ơi đuổi ta đây. Cái ơi. Ui sao nhân mình đám số 3 nó nghe kìa. Ui đánh nhanh thôi. Ê nhảy thôi, nhảy đi. À sao. Ui trời. Ui không học cái này. À nhân nhà là cái gì các bạn ơi. Ô đánh bại số 3 không no để giành huy chương. Ok cảm ơn bạn nha. Cảm ơn rất nhiều luôn. Tôi đang cố gắng ui lại được vũ khí tiếp tục. Ok tôi lấy tặng cái vũ khí đã. Nâng cấp, được nâng cấp cái gì các bạn này. Nâng cấp máu cho trâu này. Nâng cấp súng này, bom, súng này. Ok, lại cầu chi tiết thôi. Nhưng mà máu mình có ít cũng qua đây. Bây giờ mình cần làm gì, bây giờ để hồi máu cho các bạn này. Mình cái bài nó nhảy ghê lắm. Đúng rồi, oh, chú mời ơi. Ui. À bây giờ mình chơi cái map. Ui. Ok, đây, mình đang đi chơi cái map này, mình gọi là cái map mà. Ui cái gì đây, cũng giống bài ngay đây luôn à. Ờ bắt thật. Tiêu diệt hết giống bài các bạn ơi. Gặp con giống bài nào mình phải tiêu diệt hết đây. Ui Chọn. Ui Màu rồi. Đây có hai con. Tổng cộng chỗ này có là công việc của giống bài các bạn ơi. Mình tiêu diệt hết luôn. Đây có con giống bài. Đây có con giống bài. Yes. Có súng ra con hơn bọn này. Ui đúng vậy. Xong sao? Ăn anh á chứ có gì. Yes. Lên 8 con rồi. Còn 2 con số 3 nữa. Không biết đâu này đang trốn ở khu vực nào các bạn này. Ui đây luôn. Xong con nào. Ok đây nó xuất hiện rồi nha. Nó xuất hiện rồi các bạn này. Mình vừa nhìn thấy nó đây xong. Xem kia. Đây các bạn này. Nhận. Nhảy đây. Đâu rồi. À nó lại nhảy trước kia rồi. Còn nợ để nó nhảy hơi xa đấy. Đây rồi xuống đây nào. Nó không xuống qua đây nên là nhân quyết định phải lên thôi. Chào. Yes. Ok các bạn ơi, tiêu diệt xong cái con sông bay này rồi. Wow. Easy game. Tiếp tục nha. Đi rồi. Tôi cầm một súng trên tay này anh em ạ. Wow man. Yes. Lại quảng cáo. Cứ qua màn quảng cáo. Ok lại được cái phần thử dưới đây. Cái phần hồi máu các bạn ơi. Trời ơi hồi máu cơ. Đi đây. Bỏ cuộc đi đồ yếu ớt.
huy chương là của tôi. Ô, bọn ông thanh niên này lại cũng muốn đến để giành huy chương nhân các bạn ơi. Lần rồi xem nào. Úi giời, xem nào, huy chương là của ai, huy chương là của ai. Error nhân hết sức các bạn ơi, lấy cái chữ cậy đó thôi. Đến đây một đằng, đến đây một đằng. Ê, một đằng, đúng một đây đọc phết quả này. Một này, hai phát là rồi bay qua rồi. Yes. Bay lên, bay lên, bay lên. Bay lên. Đuổi cho này. Ui, nhảy cao vãi quá đấy. Ui. What the fuck. Nhiều tôm bay vãi. Nhảy. Cần nhảy lên, cần nhảy lên. À, rồi, rồi. Được rồi. Nhân này quay sau đấy. Oh, ok. Cần nhờ, cần bụi. Nhiều tôm bay thật sự luôn quá. Chẳng. Có một súng rồi. Đang nhiên thì nếu mà nhảy vào cái rìu kia này là nhảy vào cái rìu kia trên nhà đấy. Đây cứ tặng lại cái tầng đó. Kìa. Tôi đến từ tương lai. Muốn thu một khẩu súng tốt hơn không? Có chứ, đương nhiên là tôi cần muốn một khẩu súng tốt hơn chứ. Tiếp tục và nâng cấp vũ khí của bạn và mọi người nào đó. Bạn sẽ là tôi. Ồ, phải xin. Thanh niên đến từ tương lai của bạn đấy. Ôi, có máu rồi anh ơi. Oh yeah. Hay lắm, bình chữa trị nha các bạn ơi. Thì mình, wow, mình đã hồi được rất nhiều máu rồi các bạn ạ. Ngon. À, một số bạn, ui, cứu người các bạn ơi. Phải cứu người thôi. Ui, bốc. What the fuck là người đang có bom đây. Tâm lý ơi, có ta ở đây tâm lý cũng không phải làm những cái trò đối phần đấy ạ. Có anh ở đây, ui, cứu người. Người trên kia đang cần đến cứu các bạn ơi. Nhờ phải ra cứu người đây các bạn ạ. Nhờ đây. Nhảy xuống đây, anh chấp chú luôn. Cứu người thôi, nhảy dưới đây, ok. Sao vậy? Này cỏ cô ta đã quấy đạo, trời ơi, thôi quấy đi, tôi bắn được bạn ơi. Mình đã cố gắng đi cứu mà không được, hơi buồn. Giờ đây có một khẩu súng, tôi không cần. Solo như tôi phải luôn. Con này, anh ở đây các bạn. Chọn chú bài học luôn, yes. Ok, qua luôn rồi, qua màn rồi. Sắp tới con boss rồi luôn các bạn. Sắp tới con boss mạnh nhất rồi. Ui, này chạy tiếp rồi các bạn ơi. Này, phải chạy rồi, run này, này. Cứu em. Ui, what the hell. What the hell, quay ra đây. Ui. Gắt, thực sự gắt. Qua cái bài chạy. Ui, đang mở hòn ra. Đừng tiền các bạn ơi. Bụng tôm bay không lo đang ở bạn đâu, số thì sợ lắm các bạn ơi, gặp tôm bay thì sợ luôn. Đấy, vũ khí, ui, đang có một cái vũ khí ngon mà, lần cấp máu này các bạn ạ. Ấy, lần cấp máu này thì trong thanh niên tiếp tay hạn đấy là không chỉ này nếu cũng được à, thử thách, à, được thêm bom này, thử thách nha. Đàn, ui, hoàn thành được nhiều thử thách, các bạn sẽ nhận bom và nhận được 5 vũ khí cười thôi các bạn ạ. Ok, giờ chúng ta chuyển đổi tốc độ, ui, đây cứu người. Người bắt đầu úi đồ ơi, kiếm người rừng à, cháu ơi, nên mình kiếm người rừng bữa này rồi, nhưng mà nhảy đến đây được không? Nên... tôi sẽ cứu bạn, bạn hãy chờ tôi với, tôi đang cố gắng đi lên. À, đây rồi, các bạn đây, tôi đang tìm cách cứu bạn nhưng mà tôi chưa tìm, à đây thôi. Nhảy đến đầu bọn tôi mai luôn, tôi mai này, à có súng. Cứu người rừng qua đây. Rồi, cứu rồi. Giúp tôi sẽ cho bạn một phần thưởng, nhưng mà tôi giúp bạn làm sao bây giờ? Đây, tôi đang cố gắng giúp bạn đây. Trời ơi, tôi làm cách làm giúp bạn. Ơi, đáp cho bạn có bom. Ui, sợi. Được. Mùi ra bom, thanh niên thì mất nhiều máu của các bạn ơi. Để bảo vệ ông đấy. À. Đây là nhân mình chọn đấy anh em ạ. Chọn đấy, đấy. Xem là có con zombie nào ở đây không? Hay là nhân phải đi tiêu diệt tất cả con zombie này? Chắc là phải đi tiêu diệt hết zombie anh em ạ. Ok, ui, bảo vệ ông là người rừng đấy các bạn. Rồi Mai ơi, đừng có mà đến đây nha, đến đây là anh sẽ tiêu diệt các chú đấy. Không nhảy qua tới đây đâu. Này, chặn. Cắt con chú. À, còn một con zombie nữa đang hoàn thành nhiệm vụ rồi. Yes. Ok,
Rồi bây giờ mình sẽ lên trên chỗ thanh niên kia các bạn ơi. Lên chỗ thanh niên người dưỡng kia. Ok, cho nhiều tiền vàng quá, ok nha. Cảm ơn ông nha, ui ui, thế là tiêu đời luôn à. Áo, ui, ok. Cảm ơn anh, rất nhiều luôn. Hoa màn. Lại quảng cáo này là kho báu các bạn ơi. Gắt phết. Ok, tiếp tục. Chúng ta phải chiến đấu với cái tên bất động. Ôi dùm bay. Từ lối tóc con nó có mạnh. À ha, được rồi, để tôi xử lý cái tên dùm bay. What? Để tôi xử lý cái tên dùm bay. Cổng lồ cho bạn coi. Cổng lồ cho bạn coi. Cổng lồ cho bạn cổ đâu. Cổng lồ cho bạn cổ đâu. Dùm bay cổng lồ đâu. Sao? Chủ tiêu chủng đang ở đâu nhỉ? Ui đôi chụp đôi. What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? Wow. Lùi ra anh đang đi. Anh đang chụp được anh ạ. Anh đang chụp được anh. Sao mình có những pháo đến nhỉ? À rồi, không ổn rồi. Chào. Mình sẽ đổi mấy cái thủ thuốc lổ để xuống các bạn này. Ô kìa có máu kìa thôi. Đi. Ô hay. Đủ thủ thuốc lổ. Ui anh đầy máu rồi, anh đầy máu rồi. Giờ nên phải đi đẩy hết những cái thủ thuốc lổ xuống các bạn ạ. Đây, tìm cách đây. Ôi ui. Đau được lắm. Được lắm. Đợi trời tí. Đây rồi. Ui. Không nhảy lên cái đây. Ô. Nhảy lên nào. Đây đây, đẩy cái thùng thuốc nổ xuống đây. Tôi mất tôi cái thùng thuốc nổ. Gắt. À, thùng thuốc nổ đây rồi. Đây đúng không ạ? Từ mai đến đây nào, thùng thuốc nổ đây. Cao đi. Đáp xuống đây, cũng biết bom luôn. Yes. Ôi, được giảm các bạn ơi, cuối cùng mình chỉ cần đáp bom để tiêu diệt được con này thôi. Mình quên mất mình có bom. Yes. Ok các bạn ơi, các bạn thấy cái trò này có hay không? Cũng mình thấy cái trò này cũng khá là hay và hấp dẫn luôn đấy các bạn ạ. Ok các bạn ơi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Nhân BB nha. Các bạn xem nếu thấy hay nhớ ấn like video và đăng ký kênh nha. Mình sẽ làm tiếp tục cho cái video này cho các bạn xem. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ok.